kính chào các bạn. Trong và ngoài nước có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui nữa, và nhiều sức khỏe, ăn lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nhé. Và buổi chiều mỗi cái đầu giường đều có một cái chăn, cái chăn cũng rất là đẹp ha. Ở trong phòng, phòng tắm, nhà vệ sinh ở bên trong thì có máy sấy, khăn đầy đủ của chú nha. Quay cho cô chú chị các bạn mình cùng xem một tí nữa. Đó, khách bên Tahiti khách sạn nè. Khách một bên luôn. Cô chú chị các bạn buổi chiều mình ra đây mình hóng gió ngắm cảnh biển đâu ha. Phải nói là cực kỳ là mua tô nước, các được chơi massage, spa ở khu phía bãi biển nha. Để cho tần chào cô chính chị và các bạn nhé. Lời nói đầu tiên cho em kính chúc cô chính chị và các bạn trong và ngoài nước có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui nữa, và nhiều sức khỏe, ăn lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nhé. Và buổi chiều hôm nay em kính mời cô chính chị và các bạn cùng theo chân em để đi tham quan và khám phá một khu nghỉ dưỡng 4 sao nằm tại trung tâm thị trấn Dương Đông luôn. Cũng theo lời yêu cầu của một anh ở Mỹ yêu cầu em quay một khu nghỉ dưỡng này cũng lâu rồi cô chú. Nhân dịp ngày hôm nay thì em sẽ quay gửi đến cho anh và gia đình cùng xem, và cô chú chị các bạn trong và nước cùng xem với em vào buổi chiều này nha. Có địa chỉ là 9092 đường Trần Hưng Đạo, Dương Đông của thành phố Phú Quốc nha. Cô chú chị các bạn mình liên hệ sớm để đặt phòng có giá tốt nhất từ em nhé. Qua số Zalo của em là 0944633911 hoặc Viber 0987777433 để em đặt phòng, đặt tour cho cô chú chị các bạn mình có giá. Ba dãy. Vâng. Dãy này là dãy B, dãy C, dãy A, dãy D, ba dãy. Dãy này là dãy B hay chứ. Phòng này cô chú quá trời rộng luôn nha, có ban công nhìn ra hướng phía hồ bơi. Cái này thì chỉ có một cái dãy này là nhìn ra hướng biển. Hồ bơi còn với cả có một đoạn hướng biển. Có bên này là hướng vườn, bên khu D còn lại là hướng vườn và hướng biển. Cái khu này là toàn khu này là hướng hồ bơi hết hay chứ ha. Hồ bơi và hướng biển, hướng ra biển luôn cô chú. Phòng nè đầy đủ tiện nghi hết luôn á, rất là sang trọng luôn nha. Bàn ghế ở đây thì phòng này thì ba người lớn cô chú, ba người lớn nha. Căn phòng có ban công nhìn ra hướng hồ bơi, trang trí nhã nhặn đó cô chú. Và bây giờ thì em sẽ dẫn cô chú anh chị và các bạn mình cùng đi tham quan và khám phá một tí nữa nha. Đó. Đây là khu vực. Mới nãy chứ gửi cho em là hạng phòng ở trên là bên resort, ở dưới là cửa vậy ha. Vậy là bên resort chỉ có ba hạng phòng thôi chứ. Bên hotel nhiều hạng phòng hơn ha. Mới nãy em nhìn em tưởng ở bên đây là ở trên là resort. Em quay resort không chứ? Quay mỗi resort thôi. Quay resort. Dạ. Có tại vì có một cái anh nó yêu cầu em quay á, anh ở Mỹ á. Khách bữa nay không em. Khách thì sẽ thích ở đây, thích nếu mà khách nước ngoài thì sẽ thích ở đây. Dạ. Bữa nay không khách của em tắm gia đình nữa. Tại vì có cái anh đó hè nè, ảnh về nè, ảnh kêu em quay review. Yesterday. Yeah. Okay. My restaurant. Okay. Nice to meet you. Các hạng phòng bên khu resort sẽ đều giống hệt nhau ấy. Dạ. Em có xem hồ bơi gì đây? Các hạng phòng đều như nhau hay chứ? Mà cái chế có thể em mở cho em cái phòng dưới này không? Dưới này đang sửa cửa ấy. Sửa hả? Rồi phòng bên kia chứ. Em xem qua nhá. Dạ. Ở đây là những cái cây cảnh hoa kiển ở trồng ở xung quanh ở khu nghỉ dưỡng này của chú nha.
Dạ. Rồi đây bây giờ thì em sẽ quay ở khu vực phía tầng dưới cho cô chính chị các bạn cùng xem nha. Đó, dứt tiền là cô chính chị các bạn mình vào rồi mình thấy khu vực phía tủ quần áo trước nha. Đó, ở bên trong, ở bên trong cái này mình gị ra hay sao chết? Mình mở cái cánh cửa ra là đèn nó bật sáng lên cô chú. Đó, mình đóng lại là tắt đèn nè. Ở bên trong đây để các vật dụng ở bên trong gồm có áo nè, móc, khăn đồ cô chú. Các vật dụng ở bên trong phòng. Nội thất này kia, trang thiết bị thì y chang nhau như cái phòng tầng trên nãy em quay cho cô chú chị các bạn mình cùng xem. Mà khu vực này thì tầng dưới sát bên cặp phía hồ bơi luôn nha. Đó. Đó cô chú. Mỗi cái đầu giường đều có một cái bức tranh, một bức tranh cũng rất là đẹp ha. Ở trong phòng. Đó. Ở đây là khu vực phía ngoài nha cô chú. Đây khu vực phía ngoài. Đó, khu vực phía ngoài cô chú, khu vực phía hồ bơi. Buổi sáng chiều buổi sáng hoặc chiều thì mình ra đây mình tắm hồ bơi ngắm cảnh nó phải nói là cực kỳ là chill luôn á. Đó. Các hạng phòng ốc thì trang thiết bị đều như nhau hết. Ở đây mình có bố trí bàn ghế nè cho khách mình ra đây ngồi ngắm cảnh và thư giãn ha. Đó. Đây là khu vực phòng tắm, nhà vệ sinh ở bên trong thì có máy sấy, khăn đầy đủ cô chú nha. Đó. Thiết kế thì phòng thì y chang, nhà nội thất thì giống hệt luôn cô chú, mà khác cái view thôi. Rồi bây giờ thì em sẽ đi quay quang cảnh tiếp tục cho cô chú chị và các bạn mình cùng xem nha. Nhà hàng của mình hiện tại là ở đâu chứ? Sẽ dùng chung ở bên khu khách sạn. Dùng chung bên khách sạn. Để bữa nào em quay cái khách sạn với dạ em làm du lịch ở đây cũng 6-7 năm rồi chứ. Dạ khách của em khách Việt kiều với nước ngoài không à. Dạ hẹn anh ngày mai quay tiếp một khách sạn. Dạ để bữa nào có gì chuyện. Dạ tại ngày mai sợ em bận em đi dẫn đoàn. Dạ em cảm ơn nha chế, em quay quang cảnh tí. Dạ rồi đây là dọc đường không anh? Dạ rồi em cảm ơn chế mai chế. Dạ bây giờ thì em sẽ quay cảnh cho cô chính chị các bạn mình cùng xem nha. Được trồng rất là nhiều cây xanh hoa kiển ở đây cô chú. Phòng đó cô chú rất là đẹp luôn á. Đây là xung quanh khu của resort. Có xe đưa khách mình đi tham quan vòng vòng ở khu viên này cô chú. Cô chú có xe điện nè chở mình đi tham quan vòng vòng ở khu này nha. Ở khu vực này thì trồng rất là nhiều kiển luôn. Rồi bây giờ em dẫn cô chú chị các bạn mình cùng đi tham quan hồ bơi một tí nha. Ở đây khu vực hồ bơi thì được bố trí những cái ghế cô chú, ghế giữa này kia cho khách mình lên đây tắm rồi nằm thư giãn. Hồ bơi phía đây là dành cho trẻ nhỏ nè, hồ bơi phía đó là dành cho người lớn cô chú nha. Đó.
tắm rất là mát luôn chú. Đây là những cái hạng phòng, những cái phòng mới nãy mà em quay cho cô chú anh chị các bạn mình cùng xem. Ở phía trên tầng đó, tầng 1, tầng 2, tầng 3, tất cả là có là 3 tầng và có thang máy. Đó. Đang lao thành hồ bơi. Hồ bơi này mình mới làm lại hả vậy? Hôm nay tranh thủ bằng khách sửa lại cái hồ bơi tí. Dạ. Đó, cô chú. Hồ bơi thì mình ra đây mình tắm rất là mát luôn nha. Đó, xung quanh thì quang cảnh cô chú anh chị và các bạn mình thấy cực kỳ là chill, vào buổi chiều thì mình ngắm cảnh hoàng hôn nè. Có bãi biển sát một bên luôn cô chú, nhà hàng đầy đủ hết, đầy đủ tất cả các tiện nghi để cho cô chú anh chị và các bạn mình đến đây để trải nghiệm nha. Rồi bây giờ thì em sẽ quay đi tiếp tục cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nữa nha. Tí nữa thì em sẽ đi xuống khu vực phía bãi biển. Đó. Ở qua phía bên đây là khu B, khu C, khu D. Ở đây thì có 3 khu nha cô chú. Hiện tại em quay là khu B. Đó. Khu B. Đó. Cây cảnh hoa kiển nè, giá thì cũng rất là rẻ cô chú ơi. Bao gồm ăn sáng này kia. Có view, có đường đi xuống bãi biển nè. Xuống bãi biển thì vài chục mét cô chú, rất là gần. Tahiti Resort khu B với khu C. Khu này là khu C. Khu này là khu C nha cô chú. Đó. Giờ này thì các anh các chú làm ở trong khu viên này thì đang chuẩn bị về. Rồi bây giờ thì em qua tiếp tục tới khu D nha. Khu D quay cho cô chú anh chị các bạn mình cùng xem một tí nữa. Phòng thì diện tích phòng thì rất là lớn luôn cô chú. Ở bên resort thì chỉ có 3 hạng phòng, 3 khu là 3 hạng phòng. Còn ở khách sạn thì nhiều hạng phòng hơn cô chú nha. Đó, quang cảnh rất là nhiều cây xanh hoa kiển ở xung quanh đây ha. Đó. Đó. Rồi bây giờ thì em sẽ tiếp tục nha. Em sẽ tiếp tục quay ở cái bãi biển, dài xuống bãi biển nha. Cô chú anh chị và các bạn mình nhanh tay liên hệ đặt phòng sớm để có giá tốt nhất cho em nha. Giá thường thường giá của em là giá bên công ty lữ hành. Công ty lữ hành với giá được rất là nhiều ưu đãi cô chú. Nên cô chú anh chị và các bạn mình yên tâm đặt phòng để có giá tốt nhất. Em dám cam kết bảo đảm là rẻ hơn các trang mạng Booking, Agoda luôn nha cô chú nha. Thường có anh chị đặt phòng nói mới bắt đầu em nói giá cái nó cao hơn ở khu vực Booking, Agoda. Dạ, rất là nhiều hạng phòng và nhiều giá, nhiều cái view khác nhau cô chú, chứ không phải mà chỉ có một cái hạng phòng mà nhiều một cái view không đâu. Bởi vì nhiều anh chị đấy
cao, thật ra là không. Bên em thì giá thì rất là bình dân của chú nha. Ở đây thì bên khách sạn Tahiti ở phía đây thì có nhà hàng hải sản, làng cá này kia, có bar ở khu vực phía biển luôn. Tahiti khách sạn thì phải nói cực kỳ là đông khách luôn cô chú. Bên khách sạn Tahiti khách xuống rất là đông nha. Vậy bữa nào thì em sẽ tranh thủ quay khách sạn luôn cho cô chú chị các bạn cùng xem nha. Đó, khách bên Tahiti khách sạn nè. Đó, khu vực phía bên kia, khu vực khu nghỉ dưỡng. Khu nghỉ dưỡng thì nó ở khu vực phía gần mặt lộ của chú. Ở đây là mình đi xuống khu vực phía bãi biển. Đó, đi xuống khu vực phía bãi biển nè. Đây, em dẫn cô chú anh chị các bạn mình cùng đi xuống khu vực phía bãi biển nha. Nhiều anh chị cô chú nói ủa giá như có bữa đó có cái chị kia kết bạn với em tư vấn vừa mới cái tư vấn đấy, ủa sao sao giá cao hơn. Dạ ủa chị ngộ bộ cái resort chỉ có một hàng phòng màu sao, nhiều cái hàng phòng nhiều cái hàng phòng, nhiều cái view chứ đâu phải mà một cái chỉ có một giá một đâu, mà chỉ nói cao hơn ở Booking Aurora. Em dám cam kết cam đoan luôn, em mà bắt cao hơn trên Booking Aurora em bồi thường cho cô chú chị và các bạn mình bao nhiêu em cũng chịu nha. Đây là đường đi xuống khu vực phía ba bãi biển cô chú. Đó, ở đây ba thì có bố trí bàn ghế rồi cô chú nha. Bãi biển này cô chú, sát một bên luôn. Cô chú chị và bạn buổi chiều mình ra đây mình hóng gió ngắm cảnh biển đâu ha, phải nói là cực kỳ là chill luôn. Ra đây mình tắm biển phải nói rất là thích nha cô chú. Khách nước ngoài ở đây thì rất là đông. Cô chú, ở đây thì có các dịch vụ mô tô nước, các trò chơi massage, spa ở khu vực phía bãi biển nha. Để cho cô chú chị các bạn mình đến đây để trải nghiệm ha. Sóng vỗ rì rào luôn, có những tiểu cảnh để cho mình chụp hình nữa nè. Bãi biển này là bãi biển chung, bãi biển chung của khu nghỉ dưỡng phía khu vực phía đây và của Tahiti luôn cô chú nha. Ở đây thì có các trò chơi dịch vụ dành cho ở khu phía biển cô chú, để cho khách mình đến đây để trải nghiệm ha. Ngoài ra thì còn có dịch vụ massage ở phía bãi biển nè cô chú. Quang cảnh buổi chiều giờ này thì cũng 5 giờ chiều cô chú.
ở khu vực phía đó là những quầy bar ở view biển nè. À, còn chần chờ gì nữa mà cô chú anh chị các bạn mình không nhanh tay liên hệ đặt phòng sớm để có giá tốt nhất từ em nha. À, nhiều giá nhiều hạng phòng, giá nào em cũng có chân cô chú. À, chứ cô chú anh chị các bạn mình nha, à, hỏi có một cái một giá mà nói này nói kia. À, giá tùy theo vào thời điểm mà có ăn uống hay không, có các dịch vụ như rước đón chuyển sân bay hay không, rồi có tặng cái voucher ăn uống hoặc vui chơi hay không nữa cô chú. Nhiều loại giá lắm, giá nào em cũng có hết trơn á. Ở đây thì mình nói em nói thiệt, làm cái gì cũng phải có ăn hết trơn cô chú, tùy theo ăn ít ăn nhiều và độ uy tín hay không thôi. Cái gì cũng phải ăn hết trơn á, ai mà làm không ăn là chết à. À, cái gì cũng phải ăn hết. Em thì là uy tín với chất lượng là hàng đầu của chú nha. À, mình lời thì mình lời ít thôi. À, rồi giờ video em thì cũng đã dài rồi, cô chú chịu các bạn. Xem video em thấy hay, cho em xin một like, comment, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Bây giờ em xin kính chào, hẹn gặp lại cô chú chịu các bạn mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại cô chú chịu các bạn nha.